Cậu thấy công ty này thế nào? Ổn không? Ừ. Ok đấy. Cũng được đấy nhỉ? Thử sức đi. Ơ, thế hai cậu chưa về à? À, chưa. Chào bác. Bọn tôi đang ngồi đây, đang bàn luận về vấn đề sau khi tốt nghiệp đại học. Vậy à? Thế các cậu đã có dự định gì chưa? Tôi ấy, thì tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ muốn trở thành một bác sĩ thẩm mỹ, có thể giúp được tất cả các bạn gái trở nên xinh đẹp hơn. Còn tôi thì khác. Tôi muốn vào làm ở một công ty nào đó thật lớn, để sau này tôi ấp ủ sẽ mở một công ty riêng cho mình, học cách quản lý mà. Còn tôi thì chắc là sẽ về công ty của bố tôi làm. À mà Khánh này, hay là cậu về công ty của bố tôi làm đi, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Tôi thấy ý kiến của Nhung rất là đúng đấy. Nếu mà ông muốn học hỏi ấy, thì tập đoàn Hammer Group là nơi để cho ông có thể phát triển rất là tốt. Với lại không phải ai cũng được vào cái môi trường đấy để học tập đâu. Đằng này lại còn Nhung nữa. Thứ nhất ông có gì nữa, phải không Nhung? Cảm ơn cậu nha. Cậu suy nghĩ đi nhá. Có gì báo tớ. Thôi, tớ phải bận rồi, tớ về trước đây. Chào cậu nha. Tớ thấy hình như là không thích mày. Mày điên à? Thích thì tao cũng chịu thôi, không ngu của tao. Ấy, chịu thế nào mà chịu. Đấy. Bớt điện thoại cả nhé. Nhung này, anh muốn cảm ơn em vì em đã giúp anh vào làm việc tại Ham Group. Có sao đâu, ai bảo em cũng thích anh cơ. Em ý, chỉ cần anh luôn đối xử tốt với em như vậy là được rồi. Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Mà em cũng biết rồi đấy, thực tế là công việc, tương lai của anh phải thật tốt, phải ổn định cơ. Chứ cứ lẹt đẹt là nhân viên quèn mãi thế này thì... Anh yên tâm đi, chắc chắn chiếc ghế này của anh sẽ luôn vững chắc vì có em mà. Công ty này sớm muộn bố cũng sẽ giao lại cho em. Và em sẽ được làm tổng giám đốc. Anh chỉ cần lấy em, công ty này cũng sẽ thuộc về anh. Ôi, anh hứa anh sẽ luôn chăm sóc em và đối xử với em thật tốt. Anh sẽ chăm chỉ làm việc để giúp em điều hành công ty. Anh hứa nhá, nói dối em là không xong đâu. Thì tất nhiên rồi, có bao giờ mà anh lại nói dối em. Anh có điện thoại, anh nghe một chút đã. Vâng, anh đi đi ạ. Alo, anh đây. Anh xin em, anh biết rồi. Anh còn định lén lút như thế này đến bao giờ nữa? Anh với cô ta có phải là vợ chồng đâu mà anh sợ. Nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh một tí. Trong thời gian này thì anh không thể nào công khai được. Thì anh hỏi em nhá, tương lai em có muốn trở thành phu nhân của tổng giám đốc không? À? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà em vẫn bực. Cô ta thì suốt ngày kè kè bên anh. Thì sao nào? Làm sao mà cô ta sánh với em được? Cái thứ gì đâu mà vừa béo vừa xấu, vô thích sự, không được cái nước non này cả. Em yên tâm, đợi đến khi anh thâu tóm được tập đoàn của nhà cô ta thì nghiễm nhiên anh sẽ đá cô ta và anh sẽ công khai với em. Anh hứa. Khổ quá, anh không bao giờ nói dối em đâu nào. Rồi thế nhá, anh làm công việc. Anh Khánh. Ô Khánh, cô làm gì ở đây? Sao? Sao em liên lạc cho anh mãi mà không được? Cô bị điên à? Hả? Đầu cô có vấn đề à? Tôi bây giờ là tổng giám đốc rồi, sao tôi lại quen một người như cô? Cô nhìn lại cô chưa? Hả? Cô có gì xứng với tôi? Anh nói cái gì vậy? Em biết em không hoàn hảo, nhưng em đã cố gắng cho anh tất cả mọi thứ. Công ty này bây giờ cũng thuộc về anh. Không có anh em biết phải làm sao? Thôi nghe trò đi. Tôi nói lại một lần nữa, công ty này tôi có được là nhờ năng lực của tôi. Cút đi. Anh. Rồi anh sẽ phải hối hận về những gì anh gây ra cho tôi. À, em ơi em. Cho anh hỏi, phòng tổng giám đốc ở đâu?
ở đằng kia anh ạ. À, cảm ơn em. Mai gặp tổng giám đốc có việc gì ạ? À, anh đến bàn chuyện làm ăn với cả giám đốc cơ mà. Không ngờ công ty này có nhân viên xinh thế. Cảm ơn anh. Anh nói thật nhé, người xinh đẹp như em mà chỉ làm thư ký thì phí. Anh nói thật đấy, em là phải làm giám đốc của Anna mới đúng. Anh cứ nói quá. Ừ, anh không nói quá đâu. Anh bảo, thế thì là em giúp anh tác động và sếp em về cái việc làm ăn giữa công ty anh và công ty em. Nếu mà thành công thì anh sẽ không quên em. Thôi được rồi, anh cứ để em. Nhờ cậy hết vào em ấy. Uống nước đi. Alo, tại sao cái việc anh nhờ em như vậy mà 2 tuần rồi không có phản hồi gì cả? Em có biết là cái việc này quan trọng với công ty anh đến mức nào không hả? Anh không đùa với em đâu, làm ngay đi. Em ơi, sếp của em đâu? Có ai? Anh hỏi mà không trả lời à? Tôi không ngờ anh đấy Khánh á. Bao nhiêu năm, có vẻ anh vẫn không thay đổi gì. Cô nói thế là ý gì? Anh là loại người xấu xa, bị ổi. Này, cô đừng có hỗn với tôi nhá. Tôi sẽ nói chuyện với sếp cô, đuổi việc cô. Không thể nào có một thư ký lại hỗn hợp với đối tác thế được. Đấy, người ngồi trước mặt cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Anna. Tại sao cậu lại cao giọng như thế hả này? Cô ta là tổng giám đốc á? Đúng. Sao cậu lại ở đây? Đây là công ty của vợ tôi. Tôi có thể đến được mà. Vợ á? Này, thế đừng nói với tôi cậu là chồng của tổng giám đốc đi nhé. Thì đó là sự thật mà. Cá quá mà tôi à. Khánh á, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết đến thế đâu. Có vẻ như là anh vẫn không nhận ra tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta mới gặp nhau gần đây. Tại sao cô lại nói thế? Không, chúng ta đã quen nhau từ 4 năm trước rồi đấy. Không lẽ cô là... Tôi nghĩ là anh đoán ra rồi đấy. Tôi chính là Nhung béo của ngày xưa, bị anh ruồng rẫy, bỏ lại với 2 bàn tay trắng. Bây giờ tôi đã thay đổi, quay lại đây, gây dựng lại. Thế cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Nếu mà cậu đã quyết tâm như vậy thì tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu. Ơn này chắc có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Thôi, cố gắng nhé. Thank you.
Anh có biết tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau đớn như thế nào không? Tất nhiên là anh không hiểu được rồi. Vì lúc đấy anh còn đang mải mê trên chiếc ghế tổng giám đốc của tôi cơ mà. Anh xin lỗi. Bây giờ anh có xin lỗi thì cũng muộn rồi. Mà nhân quả đến cũng nhanh thật đấy. Trước anh nịnh bợ tôi để anh chiếm tóm công ty của bố tôi. Bây giờ anh lại mời tôi về để cứu cánh cho anh. Nực cười thật đấy. Nhung, em có thể giúp anh một lần này nữa không? Nếu không ký được bản hợp đồng này thì anh chết mất. Nhung á, tôi thấy ghê tởm khi nghe được cái tên ấy từ mồm anh thốt ra đấy. Cô gái xấu xí, ngây thơ ngày xưa ấy đã chết rồi. Thôi em, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian với cậu ta nữa đâu. Khánh này, từ bây giờ tôi không muốn cậu dính dáng bất cứ thứ gì với vợ tôi nữa. Còn giờ mời cậu về cho, trước khi tôi gọi bảo vệ lên.